Đã sát ngày nhập học, không chuẩn bị tư trang, sách vở, không một buổi liên hoan chia vui cùng bạn bè để bước vào giảng đường đại học, vẫn âm thầm công việc của mình. Đạt vẫn miệt mài từng cuốc xe, chạy than cùng bà mưu sinh hàng ngày. Ước nguyện của bà mong chóng vượt qua khó khăn để đi tiếp con đường học, lập thân sau này đã được Đạt hiện thực hóa bằng thành tích đỗ hai trường đại học. Nhưng lại một lần nữa, gánh nặng mưu sinh làm bước chân đi đến cổng trường đại học của Đạt lại đành lỗi hẹn. Câu chuyện về sự trắc trở của Đạt là một câu chuyện dài, nặng trĩu ưu tư của người bà, người mẹ, người có trách nhiệm vun trồng việc học của con trẻ, nhưng vì không có tiền mà làm ước mơ của con trẻ dang dở. Là học sinh nghèo, không có điều kiện học thêm, ít được cọ sát ôn luyện các lớp học nâng cao, nhưng thành tích của Đạt khiến nhiều thầy cô bạn bè tán phục. Trong năm học 2009-2010, Đạt là một trong số ít học sinh thi đỗ hai trường đại học. Trong suốt quá trình học tập, không giống như các bạn cùng học với mình, vì không có thời gian và kinh phí để ôn luyện thi đại học, Đạt miệt mài chăm chú tận dụng tối đa thời gian trên lớp để ôn luyện kiến thức. Còn khi đã về đến nhà là thời gian chính để phụ giúp bà công việc bán than hàng ngày. Những cuốc xe than không vì thế mà làm cho Đạt nản lòng hay phân tâm về chuyện học. Tuy vất vả nhưng đó là công việc duy nhất kiếm ra tiền để trang trải cho việc học, cho cuộc sống hai bà cháu. Cháu quá là khổ vả, bà khổ ra vậy, cháu thương cháu, cháu còn ít tuổi, cháu đi học vất vả, bố thì chết, mẹ thì đi xa. Thế có mỗi chồng và bà ấy nhận biết như thế, nhưng mà thực tế là cũng chẳng biết cách nào, chỉ có bà cháu thay sửa với nhau. Cháu ăn học thì thuốc thang hàng ngày, tôi lại phải đi lay than. Đi lay than thì anh bỏ xe đi, thế là cứ mỗi một bên chỉ có 20 viên than với 30 viên than là một chuyến thôi. Đi thế được về lại hóp nhóp, nên là bà cháu ăn nhắt để dành lại để thu vén để cho cháu học hành. Thiếu sự che chở của người cha, không sự dạy dỗ của người mẹ, 2 tuổi Đạt đã phải sống với bà. Hai bà cháu góp nhóp nuôi nhau đến ngày nay. Những lúc bà ngã bệnh cũng là lúc Đạt làm thay công việc của cha mẹ mình. Là con trai nhưng sống với bà từ bé, những công việc chăm sóc bà khi đổ bệnh giờ đã trở nên thành thạo. Mẹ Đạt chưa mất, nhưng với Đạt thì như đã mất rồi. Sinh Đạt ra được 2 năm, mẹ bỏ nhà ra đi không một thông tin liên lạc để lại. Đến 7 tuổi Đạt mất cha. Đạt hình dung ra cha của mình khi nhìn lên ban thờ có di ảnh để lại. Còn hình ảnh của mẹ thì đến tận bây giờ Đạt cũng không thể hình dung. Gia cảnh của Đạt khó khăn như vậy nên Đạt ít được vui chơi. Đạt sống âm thầm và lặng lẽ. Thông cảm và chia sẻ với Đạt, ngoài bà con chòm xóm còn có những người bạn thân, những bậc phụ huynh đại diện cho tập thể lớp. Đây là nguồn động viên giúp đỡ nhiệt thành cho Đạt những lúc khó khăn nhất. Con trai tôi có về và nói chuyện về cái điều kiện hoàn cảnh của Đạt. Và đến tận lớp 12 thì tôi biết sâu thêm. Và lúc đấy tôi thấy cái hoàn cảnh khó khăn quá như thế, thì tôi có hỏi thêm Đạt là về cái điều kiện hoàn cảnh gia đình như thế nào. Thì Đạt cũng có tâm sự là Đạt mẹ bỏ Đạt từ năm Đạt 2 tuổi là Đạt ở với bà nội. Thế sau đến năm lớp 11 thì bố do một tai nạn giao thông thì bố mất nốt. Từ ngày đấy đến bây giờ là Đạt chỉ sống với bà nội, và cái kinh tế thì phụ thuộc vào bà, là hàng ngày bà đi lai than đi bán để kiếm sống hai bà con để nuôi Đạt ăn học. Khi mà Đạt có tham dự 2 cái trường đại học thì bà nội thì chỉ có khả năng là cho kinh tế cho Đạt đi thi 1 trường thôi. Thế còn trường thứ 2 thì Đạt không còn kinh tế nữa. Thì bản thân tôi và cháu bạn học với Linh đã đưa vào động viên Đạt, và Đạt đã quyết định đi thi. Còn toàn bộ cái cuộc đi thi của trường thứ 2 là trường Đại học Lâm nghiệp thì tôi đã giúp đỡ Đạt để cho cháu đi thi. Biết được khó khăn của mình nên ước mơ chính đáng là được học tiếp lên đại học của Đạt cũng vì thế mà nhiều khi phải thay đổi. Để tự lo cho mình và cũng mong giúp bà không phải vất vả nuôi Đạt
nếu học tiếp. Đạt nỗ lực học thật giỏi để thi vào các trường thuộc lực lượng vũ trang. Nhưng vì bé nhỏ, không được chăm bẵm từ nhỏ, thể chất còi cọc khiến giấc mơ của Đạt thành dang dở. Những lúc rảnh rỗi ngồi một mình, Đạt tư lự về con đường học của mình. Đạt không có ý định đi thi tiếp, vì em biết sẽ không thể theo học vì không có tiền. Nếu đi học tiếp, em sẽ là gánh nặng quá lớn cho bà. Nỗi buồn của Đạt và sự dằn vặt của bà vì không thể lo cho cháu đi học tiếp có lẽ sẽ là nỗi ưu tư chung của bất kỳ ai có lòng trắc ẩn khi chứng kiến gia cảnh của Đạt. Là cháu đi học thì chưa có một cái nguồn gốc nào, có đồng nào cả. Bây giờ anh phải đi vài viên than ấy thôi. Thế anh ở ngày vài chục, ngày vài ba chục thì chỉ đủ ăn thôi. Thế không, bây giờ bà anh mà vào năm học một cái khoản tiền lớn vậy, gia đình lấy đâu ra? Thì buộc tôi phải cho cháu là đi học. Miệt mài với những cuốc xe than của mình, Đạt giúp bà cùng gánh vác chuyện cơm áo gạo tiền. Như thế bà sẽ đỡ vất vả, nhưng bà sẽ là người khổ tâm nhất. Còn với Đạt, Đạt không đòi hỏi, cũng không trách móc bà, nhưng mong ước được học dưới mái trường đại học để cho Đạt kiến thức cần thiết để lập nghiệp sau này thì vẫn lại là ước mơ dang dở.